mùa dịch anh em cứ bảo toang nuôi con này toang nuôi con kia toang làm cái này toang, thì anh em cứ ngồi không, mà mình không thể nào mình ngồi không, mình giàu đâu anh em, mình phải hành động thôi đúng không? Thì vậy anh em có thể sờn Google, anh em thấy là rất nhiều người trở thành triệu phú từ nuôi một công. Còn đối với mình thì nó rất dễ dàng, có thể là mình là người có kinh nghiệm nhỉ, mình là người kinh nghiệm, mình chỉ cần nhìn vào cái đầu chim thôi, mình biết liền con nào trống con nào mái nhé. Kế nhau, mình thêm cả một con chim lên đây cho anh em xem luôn. Đây là chim bồ câu ạ. À, xin lỗi nha. Đây đúng là chim bồ câu nhé, nhưng mà nhìn nó hơi giống con cò. À, rồi xin chào tất cả anh em. Thì hai ngày trước đó thì mình đã làm hai cái livestream để giới thiệu cho anh em rất nhiều những cái kiến thức hay. Ngày đầu tiên thì mình làm về nội dung là xây cái trại bồ câu như thế nào cho nó đúng chuẩn cái chiều cao cũng như là cách xếp lồng. Và ngày thứ hai là ngày hôm qua đấy, thì mình có một buổi livestream về giới thiệu về cho con chim bồ câu ăn như thế nào cho nó nhanh lớn, cũng như là để tách chim bồ câu ra ràng khỏi chim bồ câu bố mẹ. Nhưng mà vào tối ngày hôm qua thì mình livestream nó bị không có được ưng ý, tại vì cái đường truyền đó mọi người, đường truyền nó mạng nó bị yếu, nên là mình xem lại mình cũng thấy là cái âm thanh của nó không tốt. Mình nói chuyện nhưng mà hầu như là mọi người không có nghe, nên là hôm nay thì mình sẽ làm tiếp nội dung và mình đã khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của hai cái video trước về đường truyền, về âm thanh. Thì ngày hôm nay thì mình hy vọng là sẽ mang đến cho anh em rất nhiều những cái kiến thức bổ ích. Và ngày hôm nay thì cũng là một cái nội dung mới mẻ, khác với hai cái nội dung ngày hôm qua, nhưng mà mình sẽ cũng sẽ gọi là điểm qua cái nội dung của trong ngày thứ hai. Tại vì trong ngày thứ hai mình livestream thì những nhiều anh em không thể nào mà tiếp nhận được, tại vì cái mạng nó bị lag, thì mình sẽ nói thêm. À, mình chen lẫn ở trong những cái nội dung của mình. Và mình hôm nay thì mình cũng có những cái thiết bị như hai hôm trước, mình cũng ghi hình, chiếu slide hình ảnh video để có gì cho anh em theo dõi một cách chân thực nhất trong mỗi cái buổi trực tiếp của mình. Và mình cũng chuẩn bị rất nhiều những cái hình ảnh, những cái nội dung để có gì cho anh em mường tượng một cách rõ ràng nhất. Và những anh em nào mà cảm thấy mà khó hiểu, hoặc là những cái nội dung nào mà anh em cần phải lưu ý, thì anh em cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ trả lời trực tiếp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh em luôn. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung luôn anh em nhé. Tại vì thời gian thì nó mình cũng có phải tiết kiệm này. Mình cũng biết là rất nhiều anh em bận, nên là không ai rảnh để ngồi xem ai nói ba láp ba sàm. Nên là mình cũng hy vọng là những cái nội dung bổ ích của mình thì sẽ mang lại cho anh em những cái kiến thức cực kỳ hay ho. Và ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến một nội dung mà rất nhiều những anh em nuôi chim bồ câu lúc mà ban đầu mới nuôi gặp phải cái rắc rối, đó là không thể nào mà phân biệt được chim bồ câu trống và chim bồ câu mái. Thì cái cách phân biệt thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một số những cái cách mà dễ dàng nhất để cho anh em theo dõi, cũng như là anh em có thể học được liền. Cái cách thứ nhất đó là cái chim bồ câu khi mà mình cầm nó lên và nó vảnh đuôi hoặc cụp đuôi xuống thì là trống hay là mái. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ bật một cái video để cho anh em xem cùng lúc luôn. À, đây là cái con bồ câu 15 ngày tuổi đây. Đây là con bồ câu trống. Là coi như mình lấy hai cái chân này nha, cầm nó lại, rồi đè hai cái cánh xuống, rồi mình đè nó xuống đây. Là con thấy cái đuôi nó cầm xuống không? Đây là con trống đây. Đây con trống nha. À, đây là con trống này, cầm cái đuôi xuống. Bây giờ mình có dính nó lên nó cũng bỏ xuống nè. Bỏ luôn cũng bỏ xuống nè. Rồi, dính lên nè. Thấy không? Bây giờ mình có đè xuống nó cũng dính lên nè. Nó có đè xuống nó cũng dính lên. Tại đây là con mái mà. Phân biệt rất là dễ. Mọi người cũng có thể thấy trên màn hình á,
đó là cái hành động mà mình đang phân biệt chống mái. Thì mình phân biệt từ lúc cái con chim bồ câu khoảng 1 đến 2 tháng tuổi là mình cũng đã phân biệt được chống mái rồi nhé mọi người. Còn những cái bồ câu mà lớn thì phân biệt nó càng dễ hơn. Thì đây mọi người có thể thấy là mình đang cầm con chim bồ câu. Thì cái cách cầm là như thế này này. Thì hai cái chân thì mình quặp nó vào và mình giữ cái cánh. Cái cánh mình sẽ đè xuống anh em nhé. Mình sẽ hơi đè xuống một tí xíu. Và cái con nào mà nó cụp đuôi xuống á, cụp đuôi xuống anh em nhé, thì đó là con trống. Đó là con trống anh em nhé. Tại vì con mái thì nó sẽ vạch đuôi lên. Thì đây, bây giờ mình làm lại tiếp một con nữa cho anh em xem. Và con này là con mái anh em nhé. Thì cái đuôi của nó sẽ vảnh lên như thế này. Đấy, mọi người có thể thấy không? Và như hình ảnh nó trực tiếp này thì mọi người xem một cách rất là sinh động. Thì mọi người nhớ kỹ nhé. Với cách phân biệt chống mái bằng cái cách cầm chim bồ câu trên tay, cụp cánh cũng như là cầm hai cái chân của nó, thì con nào mà cụp đuôi xuống là con trống anh em nhé. Cụp đuôi xuống là trống. Và con nào vảnh lên là con mái. Với cách phân biệt này thì rất nhiều anh em có bình luận trong những cái video trước đó của mình là cầm như thế nào cho nó đúng. Tại vì rất nhiều những anh em cầm mà mình không hiểu cầm như thế nào mà con nào nó cũng cụp đuôi xuống, con nào nó cũng vẫn cái lông đuôi lên, thì như vậy là không đúng. Thì mọi người phải cầm nó là như nào, phải cầm nó thăng bằng anh em nhé. Nó phải có một cái độ thăng bằng, chứ không anh em đừng có để ngả nghiêng hoặc là như nào khác. Mình phải cầm thăng bằng thì cái con nó cụp đuôi xuống là con trống, nào vẫn lên là con mái thôi, đơn giản nhé. Còn cái cách thứ hai mình dựa trên cái kinh nghiệm, có nghĩa là cái con nào mà anh em để ý cho cái lỗ mũi của nó, mình hay gọi đó là cái nhân trung anh em nhé. Cái nhân trung của nó, mà con nào to nó là con trống, mà con nào nhỏ nó là con mái anh em nhé. Để ý kỹ cái nhân trung của nó nhé, là chỗ cái hồng hồng hay nó nổi lên ở trên cái lỗ mũi đấy. Đấy, trên màn hình mình có chiếu cho anh em xem luôn này. Đó là đây là cái nhân trung của nó nhé. Và cái con nào mà to là con trống anh em ạ, và con nào nhỏ nó là con mái. Rồi, mình sẽ chiếu tiếp cách tiếp theo cho anh em xem. Rồi, đây anh em nhé, trên màn hình nhé, đây là con chim bồ câu mái nhé. Thì anh em có thể để ý kỹ này, là cái mỏ của nó dài và nó quặp hơn. Còn con trống á, cái mỏ của nó tù hơn anh em ạ, ngắn hơn nhé. Và có một cái cách để ý tiếp theo nữa, đó là dựa vào cái đầu của con chim bồ câu. Cái đầu chim anh em nhé. Con nào mà nó to á, nó là con trống. Còn con nào mà đầu nó nhỏ hơn á, đó là con mái anh em nhé. Và mình có thể dựa vào cái đầu chim này á, mình có thể nhìn bằng mắt thường, mình vẫn có thể biết được con nào là con trống, con nào là mái. Cực kỳ đơn giản luôn. Đấy chứ anh em có thể thấy không? Ví dụ là mình đối với cái cách phân biệt bồ câu thứ nhất, nếu anh em mà còn lăn tăn á, thì mình áp dụng cách thứ hai lên. Nếu mà cách thứ hai mà anh em còn chưa ưng ý lắm thì anh em sử dụng cách thứ ba, rồi sau đó là cách cuối cùng, hơi cực tí, sờ vào cái hóc môn của nó, con nào rộng đó là con mái, con nào hẹp là con trống. Anh em cảm thấy dễ dàng chưa? Nhưng mà nhiều người hay gọi điện và nhắn tin hỏi mình là em không thể nào mà phân biệt được chim bồ câu trống, chim bồ câu mái. Còn đối với mình thì nó rất dễ dàng. Có thể là mình là người có kinh nghiệm nhỉ? Mình là người kinh nghiệm, mình chỉ cần nhìn vào cái đầu chim thôi, mình biết liền con nào trống, con nào mái nhé. Không cần phải đụng đến nó, mình không cần phải cầm nắm nó, xếp cánh, giọng chân cho nó, hoặc là sờ vào hậu môn. Mình chỉ cần nhìn vào cái đầu thôi, mình biết liền con nào trống, con nào mái. Đấy, dựa vào kinh nghiệm là như vậy. Tất cả những cái kinh nghiệm mà cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình đăng lên trên rất là nhiều rồi. Tính như này khoảng vài chục clip rồi. Mình làm video thì đến nay cũng hơn được hơn năm anh em nhé. Thì có rất nhiều những cái video bổ ích trên đó. Thì để nuôi được con chim bồ câu nói chung là cũng nói dễ dàng thì cũng không phải, mà nó khó khăn quá cũng phải. Thế với anh em có thể sơn Google nhé, thấy là rất nhiều người trở thành triệu phú từ nuôi bồ câu. Đấy, nên là mình cũng hy vọng là những anh em nào mà đã quyết định nuôi chim bồ câu thì anh em sẽ có một cái nhìn đầy đủ nhất về chim bồ câu. Chứ anh em thấy cái mùa dịch anh em cứ bảo toang nuôi con này toang, nuôi con kia toang, làm cái này toang, thì anh em
cứ ngồi không mà mình không thể nào mình ngồi không, mình giàu đâu anh em, mình phải hành động thôi đúng không? Không thể nào mà mình ngồi im một chỗ, mình cứ bảo nuôi con này vất vả, nuôi con kia vất vả, cuối cùng không làm được cái gì cả. Rồi bần cùng sinh đạo tặc đúng không anh em? Đấy, mình hay nói, chia sẻ với anh em rất nhiều những cái nội dung thực tiễn nuôi chim bồ câu của mình. Mình bao đầu ra cho anh em luôn mà, mình đâu có nói chen gió đâu. Mình làm hợp đồng giấy tờ cho anh em luôn, đối với những em nào nuôi chim bồ câu mà khó khăn với đầu ra, mình bao đầu ra cho anh em luôn, ký giấy tờ luôn mà anh em. Mình đâu có ngại ngùng đâu, tại vì mình có một cái hệ thống tiêu thụ chim bồ câu rất ràng, là nói chung là rất là ổn. Mùa dịch này mình cũng có ship chim bồ câu đi rất là nhiều nơi, tại vì mình biết cái nhu cầu của bà con mình rất là nhiều. Tại vì một con chim bồ câu giá trị dinh dưỡng bằng 9 con gà, nên nhiều người rất thích ăn, đặc biệt là những phụ nữ khó thai này, rồi những người mà ốm này, rồi những người mà bị bệnh nhá, thì ăn chim bồ câu ấy, thì nó sẽ bổ sung được một lượng dinh dưỡng rất là lớn. Mình có ăn 1 đến 3 con thôi là mình đã khỏe lên rồi. Mình không có chém gió anh em nhé, anh em có thể tìm hiểu hoặc là tìm hiểu trên Google, hoặc là anh em có thể hỏi bác sĩ luôn, thì bác sĩ sẽ chia sẻ những cái thông tin như vậy. Còn thịt chim bồ câu chế biến là những con gì thì chắc có lẽ mình không phải bàn thêm rồi. Rất nhiều món luôn, chim bồ câu quay này, chim bồ câu rô ti này, nướng này, nấu cháo này, rất nhiều luôn, cực kỳ ngon. Nói đây thì mình lại thèm quá, nhưng mà mình tiếp tục buổi livestream này nhé. Thì cái nội dung tiếp theo mình cần lưu ý cho anh em đó là nuôi chim bồ câu thì mình cần phải tách con chim bồ câu ra ràng khỏi con chim bồ câu bố mẹ từ lúc nào, nếu mà mình muốn làm giống anh em nhé. Đối với những người anh em muốn gọi là nhân giống từ chính những cặp con chim bồ câu mà mình cung cấp cho anh em thì mình nhân giống cách nào, anh em cứ yên tâm. Tại vì chim bồ câu mình giao cho anh em nó là chim bồ câu thuần chủng anh em nhé, mình không có lai. Đặc biệt ở trại mình là không bao giờ thích gọi là lai tạo cái dòng chim này với dòng chim kia. Sở dĩ hôm bữa mình lai dòng chim bồ câu Pháp với chim bồ câu siêu thịt của Thái với chim bồ câu gà Mỹ để cho anh em xem là hai loại lai với nhau sẽ ra con lai như thế nào. Chứ thực ra là nó cũng vẫn to anh em, mà trải qua nhiều đợt lai thì con của nó sẽ nhỏ đi, và như vậy mình không thích. Mình chỉ thích xài cái đồ thuần chủng thôi. Thuần chủng thì lúc nào đối với con giống thì nó cũng rất là ok nha. Thì quay trở lại cái vấn đề làm sao để tách con chim bồ câu ra ràng khỏi con chim bồ câu bố mẹ. Đó là anh em nên tách anh em. Tách anh em nhé. Thì mình sẽ tách khi mà con chim bồ câu con nó bắt đầu nó tập ăn anh em nhé. Nó tập ăn thì rơi vào khoảng tầm khoảng 35 đến 40 ngày. Đây là chim mới nở nhé. Thì bố mẹ nó đang còn nuôi. Thì ở đây đi, chim non rất là nhiều này nhé. Chim non rất là nhiều. Ở bên cạnh đây là chim bồ câu ra ràng cũng đang to này. Những cặp này là gần làm thịt được rồi đó, hoặc là những cặp nào làm giống mình có thể tách được đó. Thì bây giờ anh em tách nó như thế nào? Thứ nhất là chim bồ câu từ lúc nở ra đến khi mà mình bán bồ câu ra ràng hoặc là chim bồ câu trưởng thành nhé, thì khoảng từ 25 đến 30 ngày là mình đã bán bồ câu ra ràng rồi. 25 ngày đi, là chim bồ câu là trên 5 lạng đúng không anh em? Nhưng mà anh em đặc biệt lưu ý đến với những cái cặp nào, những cái con nào mà mình có thể tách, mình làm giống được, nghĩa là mình không bán chim thịt đó. Thì loài nào cũng vậy thôi. Khi mà từ chim bố mẹ đẻ ra thì sẽ có những con ưu tú, như là mình nuôi, mình trồng bầu, trồng mí ấy, thì sẽ có những cái quả nó to, đẹp thì mình sẽ lựa làm giống đúng không anh em? Thì nuôi chim bồ câu cũng vậy, nó sẽ có những cái con ưu tú và mình sẽ lựa làm giống. Tuy nhiên không phải tất cả nhé. Tuy nhiên không phải tất cả 100% là con chim bồ câu bố mẹ đẻ ra mình đều có thể làm giống được. Cái chuyện đó là không có đâu nhé. Hoặc là có những khu vực mà họ chắc cú hơn thì họ tầm khoảng từ 50 đến 60 ngày thì họ tách. Nhưng mà đối với cách làm và cái cách trước giờ của anh em mình thì mình trung bình thì tầm khoảng là 40 ngày đi, mình lấy con số 40 ngày đi, thì mình tách con chim bồ câu con khỏi con chim bồ câu bố mẹ để mình
làm giống nó. Nhưng mà không phải con chim bồ câu nào mình cũng làm giống được. Đây, mọi người cũng có thể thấy trên màn hình này. Mình sẽ chiếu một số những cặp chim bồ câu đây cho anh em. Thì đây, trên màn hình, cái con chim bồ câu này nó cũng không phải là to lắm anh em nhé. Nhưng mà mọi người cũng có để ý là cái lông của nó rất mượt. Và cái bộ khung xương của nó anh em nhé. Nhưng mà nó đẹp đấy. Và cái lông của nó mượt và nó không bị những cái dị tật ở bên ngoài hay là mỏ này, hay là chân này, hoặc là cánh này. Thì anh em có thể lấy cái cặp bồ câu con đó để làm giống. Để làm giống anh em nhé. Thì cũng có một số anh em hỏi mình là khi mà mình nhân giống vậy có ok không? Ok quá chứ anh em, đâu có gì gọi là không ok đâu. Nhưng mà anh em phải biết là cặp bồ câu nào làm giống được, cặp nào không. Có những cặp nhìn ok đấy nhưng mà chỉ để làm thịt thôi anh em. Có những cặp nhìn rất là đẹp nhưng mà chỉ để ăn thôi, làm thịt thôi. Không thể nào mà mình phát triển nó lên một cặp gọi là cặp giống được. Đây này, con này thì mình có thể làm giống rồi anh em này. Con bên ngoài thì không được nữa anh em. Tại vì mình trong nghề lâu rồi ấy, thì mình sẽ biết được. Đây mình sẽ bắt nó ra cho anh em xem luôn này. Mình sẽ bắt con bên trong ra cho anh em xem luôn. Là tại sao mình sẽ có thể làm tách đàn nó ra mình làm giống được. Rất khỏe nhá anh em. Em thấy nó rất khỏe không? Thì đây anh em để ý kỹ này. Đối với những cái con á mà mình có thể tách đàn mình làm giống được, anh em để ý kỹ này. Cái lông của nó này, cái lông của nó rất là mượt. Anh em để ý kỹ nhá. Thứ nhất là cái lông của nó phải rất là mượt. Cái mỏ của nó này, anh em thấy nó hồng hào không? Cái mỏ của nó phải thật là hồng hào và không có dị tật nhé. Nó không có quặp sang một bên hoặc là nó bị quắm xuống. Và cái mỏ của nó phải thật là đẹp, lông của nó thì phải là mượt và nó khỏe mạnh nhé. Anh em thấy con này tuyệt vời nhé. Con này là làm giống là ok đấy. Đây. Khi mà anh em mà nuôi chim bồ câu quen á thì anh em chỉ cần nhìn nó thôi là anh em đã biết được con nào trống con nào mái rồi. Đối với những con chim bồ câu ra làng như thế này á, mình với kinh nghiệm của mình thì mình không cần cầm đến nó, mình vẫn có thể biết là con nào là con trống, con nào là con mái. Chính xác đến khoảng 99% nhé. Còn những cặp nào mà nó lưỡng tính thì thôi. Còn mình có thể chính xác đến mức độ như vậy để cho anh em xem. Thứ nhất là anh em để ý không? Đây này, hai con bồ câu đây này. Hai con bồ câu ra ràng này là hai con mái hết nha anh em. Đâu là con chim bồ câu già, đâu là con chim bồ câu non anh em nhé. Tại vì mình có thể dựa vào cái nhân chung của nó mình biết được mà. Nếu mà cái nhân chung của nó mà nó chốc vẩy lên thì đây chắc chắn là một khẳng định anh em 100% đây là con chim bồ câu già đấy. Nên là anh em có thể dựa vào những cái này, nên là anh em mà đi mua chim bồ câu giống đấy, anh em lưu ý, hay là chỗ đầu gối của nó anh em, chỗ cái khuỷu chân của nó, mà con chim bồ câu nào mà nó bị chắc vẩy lên hoặc là nó bị chai trần quá nhiều thì đó là con chim bồ câu già. Còn ngược lại, nhân trung hồng, chân không bị chắc vẩy hoặc là bị chai sần quá nhiều thì đó là con chim bồ câu trưởng thành anh em nhé. Thì đấy, những kiến thức gọi là rất dễ thôi để anh em có thể nuôi bồ câu. Có một bạn hỏi mình nuôi chim bồ câu có giàu không anh? Câu trả lời này mình có thể trả lời theo những cái hướng này. Ví dụ là nếu mà anh em mà cảm thấy muốn gắn bó với nó thì anh em sẽ giàu thôi. Mình làm hết sức mình. Còn đối với những anh em nào mà cứ nghĩ là làm cái gì cũng giàu ấy, thì chắc chắn là mình sẽ không giàu đâu. Tại vì mình chỉ nghĩ thôi, mình không làm thì không giàu đâu anh em ạ.
cái kênh nông dân làm giàu của mình. Thì những anh em của mình là hỗ trợ rất là nhiều người và có cũng không ít người thành công. Thành công từ nuôi chim bồ câu anh em ạ. Mình hướng dẫn cho anh em nuôi chim bồ câu, hướng dẫn cho anh em mở nhà hàng chim bồ câu luôn. Để mình tạo thành một cái vòng tròn khép kín. Tạo thành một vòng tròn khép kín mà mình sản xuất, mình tiêu thụ chim bồ câu luôn anh em nhé. Chính như vậy thì mình sẽ chủ động nguồn đầu ra của mình. Anh em cảm thấy mình nói hợp lý không? Chứ nhiều khi là cái đầu ra bấp bênh thì đúng là nhiều khi anh em cũng chùn bước trong cái việc mà không dám chăn nuôi. Còn đây mình hỗ trợ đầu ra cho anh em luôn thì anh em cứ mạnh dạn. Như mình nói rồi, ví dụ là anh em bây giờ mà nuôi gà, nuôi heo thì nó hay bị dịch bệnh. Có con chim bồ câu, anh em có bây giờ cảm nghe thấy dịch bệnh H5N1 ở cái loại con giống này rồi chưa? Hoặc là dịch tả heo châu Phi nó càn quét, hoặc là bò thì bị viêm da nổi cục. Đây anh em thấy không? Có rất nhiều loại bệnh, từ heo, từ gà, từ đến trâu bò đều bị bệnh như vậy. Có con chim bồ câu cùng lắm là bị gọi là bị cái nổi trái thôi, bị đậu đấy, nhưng mà mình trị nó cực dễ luôn. Trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ chỉ cái căn nguyên tại sao con chim bồ câu nó bị mắc bệnh và cách chữa trị nó như thế nào. Đó là những cái nội dung sắp tới. Mình cũng hy vọng là các anh em nuôi chim bồ câu cũng là chưa ăn nhiều lắm thì có thể theo dõi những cái video sắp tới của mình. Mình sẽ làm cho anh em luôn. Sở dĩ mình quay video trực tiếp và mình sử dụng những cái ghi hình như này để cho anh em xem. Trong mùa dịch này thì mình không thể nào mình đi lại được. Đi lại rất khó khăn. Mình chỉ có thể ship hàng chim thịt thôi. Thì mình cũng hạn chế làm video quay người này tiếp xúc người kia. Nên mình làm cái video ở cái phim trường nhỏ nhắn của mình để cho anh em xem. Và còn bây giờ mình sẽ làm một nội dung cho anh em, cũng là một nội dung cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Thì quay trở lại cái livestream ngày hôm qua chút, là làm sao để một con chim bồ câu và một cặp chim bồ câu bố mẹ mà nuôi được từ 3 đến 4 con chim bồ câu siêu lời luôn. Anh em chỉ có nuôi như vậy anh em mới lời được anh em nhé. Chứ còn nếu mà mình không tạo được con chim bồ câu ra làng là mình không lời được. Mình anh em chỉ cần hiểu đơn giản là con chim bồ câu bố mẹ tạo ra giá trị cho mình khi mà nó đẻ được con chim bồ câu ra làng, và con chim bồ câu ra làng nó lớn lên mình đem bán thì cặp đó mới mang lại giá trị cho mình. Anh em có thể thấy không? Mình cực kỳ đầu tư luôn. Cái áo của mình thêu hẳn con chim bên đây anh em. Mình thêu hẳn con chim bên đây anh em. Anh em cảm thấy kinh nhau. Mình thêu hẳn con chim bên đây cho anh em xem luôn. Đây là chim bồ câu. Xin lỗi anh em. Đây đúng là chim bồ câu nhé, nhưng mà nhìn nó hơi giống con cò. Tại vì cái mỏ của nó hôm qua mình có nhờ bạn của mình, vài hôm trước nhờ bạn của mình thêu. Thì chắc là nếu mà ngắn lại là y chắc con chim bồ câu nha. Nhưng mỏ hơi dài thì mình có thể nhìn nó hơi giống con cò một tí. Nhưng mà anh em cứ tin mình đi, đây là con chim bồ câu. Mình là một người cực kỳ yêu chim bồ câu anh em ạ. Đây mình, áo của mình là mình thêu luôn mà. Mình anh em thấy là mình đầu tư cho buổi livestream không? Đấy, mình đầu tư đến mức độ như này, từ phim trường của mình, là từ quần áo mình thêu chim luôn cho anh em xem cho nó hợp lý. Nói chung là từ đầu chí cuối của mình tất cả đều vì chim thôi anh em, đúng không? Chim này là chim bồ câu anh em nhé, chứ không phải là những loại chim khác. Những loại chim khác thì mình không nói đến làm gì, nhưng này là mình làm tất cả về chim bồ câu. Quay trở lại vấn đề một tí, mình hơi sao nhãng một tí chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục vấn đề, đó là tại làm thế nào để một cặp chim bồ câu bố mẹ nuôi được 3 đến 4 con. Thứ nhất là mình áp dụng cho chim bồ câu bố mẹ ấp trứng. À không, không phải, không ấp trứng, mà là máy ấp trứng. Sử dụng máy ấp trứng cho chim bồ câu. Mình không tự cho chim bồ câu ấp trứng. Có nghĩa là cặp nào đẻ, anh em phần này A này, ví dụ A, chỉ để đẻ thôi. Nhưng là đây này, mình đánh lên đây cho anh em xem luôn này.
A là chỉ để đẻ thôi, B chỉ để nuôi, còn ở khúc giữa của nó là cái máy ấp trứng anh em nhé. Khúc giữa là máy ấp trứng, là cái máy đó là nó tạo ra giá trị đấy anh em nhé. Ví dụ như là cặp A này đẻ trứng đi, mình sẽ lấy trứng vào máy ấp trứng, 18 ngày sau, 17 đến 18 ngày sau nó nở, cho cặp này nó nuôi. Và để ý một chút xíu về thời gian ghép, bỏ nghĩa là bỏ thêm một con chim bồ câu, ví dụ là trong cái ổ đấy có sẵn hai con, thì mình bỏ thêm hai con nữa là bốn con vào đó, nhất là lựa rời đó. Cái thứ hai là ngay tuổi hợp phải bằng nhau, gọi là cái kích thước của nó xê xê bằng nhau để đánh lừa chim bồ câu bố mẹ. Sau đó là chim bồ câu bố mẹ nuôi con lớn ù ù luôn. Đây mình có thể show hình ảnh cho anh em xem luôn này. Đây là ba con này, nó anh em thấy là nó kích thước bằng nhau không? Phải nói là khổng lồ luôn. Chim bồ câu bố mẹ cho ăn sữa diều, nuôi con bằng sữa diều, chứ ở cái độ tuổi nhỏ này thì chim bồ câu chưa tự ăn được anh em nhé. Còn anh em nào mà nói chim bồ câu vài ngày tuổi mà tự ăn được là không đúng đâu. Nói chung là chẳng biết gì, hơi chém gió. Chim bồ câu ra là không ăn được anh em nhé, mà chim bồ câu bố mẹ bón. Và có một cái cách nữa đó, anh em hay biết là nuôi chim bồ câu bộ, với là con chim bồ câu nở ra là con người tự nuôi, không có sự chăm sóc của chim của bố mẹ. Anh em chế tạo một cái loại cám đổ vô tận mồm cho chim bồ câu con ăn, đó là nuôi chim bồ câu bộ. Còn mình không sử dụng cách đó, tại vì mình nghĩ đó không phải là sữa diều chính hãng mà chim bồ câu bố mẹ tạo ra, nên nó có mùi hôi của cám. Chính vì vậy khi mà anh em vào những nhà hàng anh em đi ăn gặp chim bồ câu mà bị hôi mùi cám đấy thì không chất lượng, nên mình không áp dụng. Nên là chim bồ câu ra ràng của mình, siêu thịt của mình là luôn đảm bảo chất lượng là vậy đó anh em. Đấy. Còn anh em nào mà băn khoăn hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn để ghép chim bồ câu sao thành công, cứ alo mình luôn 096 này 114-2323. Còn chim bồ câu ở trên khu vực Tây Nguyên của mình là bao to luôn anh em, to như gà. Anh em cứ để ý là con gà tre to như thế nào thì con chim bồ câu mình to, không khi to hơn luôn anh em. Mình thử bắt một con cặp bồ câu gà ra hoặc là bồ câu Thái ra so và cũng xem nhau luôn, để anh em có thể hiểu là mình nuôi nó chất lượng như nào. Và mình phân biệt chim bồ câu nó gọi là chính xác 99,9%, còn 1% còn lại như mình từng làm video đó là con chim bồ câu đó. Giới tính thứ ba thì ngày hôm nay thì mình sẽ dành vài phút để tóm gọn lại tất cả những nội dung mình livestream, có nghĩa là phân biệt chim bồ câu chống mái khó khăn đối với nhiều người, nhưng mà đối với mình cực dễ, và mình chia sẻ tất cả những kinh nghiệm đối với anh em. Có những cách ví dụ như là cầm chim bồ câu lên, hoặc là nhìn bằng vào đầu chim, nhìn vào nhân trung, hoặc là sờ vào hậu môn thì mình sẽ biết được đâu là chống mái. Còn cái thứ tiếp theo quan trọng nữa đó là tách chim bồ câu ra ràng khỏi chim bồ câu bố mẹ. Cái này giúp ích được cho anh em rất nhiều trong cái việc mà anh em có thể tự nhân giống luôn. Từ 1.000 cặp sau vài năm anh em lên vài chục ngàn cặp, đó là chuyện bình thường. 1 tháng anh em trung bình sản xuất hàng ngàn cặp chim bồ câu ra ràng giống như mình hiện tại bây giờ, tự tiêu thụ chim bồ câu. Và cái thứ ba đó là làm sao để chim bồ câu nuôi một lúc 3-4 con. Tất cả những cái kinh nghiệm này thì hầu như là những cái trại bồ câu khác mình để ý kỹ là chẳng có ai làm video là nó kỹ như mình đâu. Họ chủ yếu lên đó để họ bán giống. Và cũng có một số những kênh mạo danh kênh của mình để bán chim anh em nhé, có đấy. Và khi mà mình nhận được những cuộc gọi để nhờ vả, tại vì người ta mua phải chim bồ câu không chất lượng là bây giờ về nuôi như thế nào, thì mình sẵn sàng, mình có cung cấp cho anh em thông tin kiến thức để anh em nuôi chim nó không bị chết, thì mình chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Và nói chung là thời lượng có hạn, buổi livestream của mình mỗi buổi sẽ tóm gọn lại một số những nội dung như vậy. Và mình cũng
có một sự đầu tư từ phim trường, từ quần áo luôn anh em, đến kiến thức. Đó, anh em nào mà cảm thấy hứng thú thì đăng ký kênh giúp mình này, và tiếp tục theo dõi những cái nội dung tiếp theo của mình. Rồi, nội dung của mình đến đây hôm nay thì cũng xin tạm dừng nhé. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.